Xin chào tất cả các bác yêu audio. Trước khi vào video ngày hôm nay, chúng ta trở lại một cái video của ngày hôm qua, cái đuôi ATC búp xem rất là nhỏ. Không biết các bác nghe qua video cảm nhận thế nào nhé. Em cảm nhận thấy tiếng nó rất là ok đấy, khá là mạnh mẽ. Nói chung là tìm mua được đấy cũng rất là khó và các bác như vậy. Rồi ok, trở lại cái video của ngày hôm nay thì các bác là gần Tết đến nơi rồi. Cái việc vận chuyển từ bên nước ngoài về loa từ giờ đến Tết thì nó rất là khó, chắc là sẽ không còn nữa. Nhà em hiện nay thì chỉ còn lại Goldman và Richard Allen, mỗi loại 1-2 bộ. Và hôm nay em sưu tập được một cái bài hát blue khá là hay, sẽ test để cho các bác nghe thử và cảm nhận. Các bác chắc các bác sẽ nghe, những bác mà không thích những thể loại nhạc đấy thì ngay sau ngày hôm nay khi nghe thì các bác sẽ yêu thích ngay cái dòng nhạc này. Và ở cái video ngày hôm nay thì em sẽ cho ra đi nhanh một đôi loa đồng trục có thương hiệu University đến từ Mỹ. Con này có model là 6201 series 200. Loa rất là đẹp, hoạt động hoàn hảo và các bác như vậy nhé, đầy đủ tinh chỉnh tất cả các thứ, nói chung mọi thứ loa rất là đẹp. Sẽ bán với giá cực kỳ hợp lý. Bác nào muốn trải nghiệm và sở hữu đôi University này thì các bác sẽ liên hệ với em ngay để nhận được cái giá tốt, ưu đãi cho đôi loa đến từ Mỹ. Rồi ok, hôm nay sẽ mời các bác nghe bản nhạc Blue test trên hệ thống setup 3 đường tiếng combo Richard Allen. Mời các bác.
Now I may be drowned in the ocean, I may be killed by the cannonball, by let me tell you about it. Woman was the cause of it all. Rồi, ok, các bạn là một bài hát rất là hay đúng không? Thật sự là tuyệt vời, khá là ok. Rồi ok, bác nào có nhu cầu mua đôi University hoặc là mua combo ZigChat thì mời các bác liên hệ với em. Riêng đối với đôi University 6201 thì giá cực kỳ là tốt. Thực sự là tốt đấy, chắc chưa bao giờ tốt như bây giờ. Rồi ok, xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bác.